Kính chào quý vị với một giai điệu rất là tình cảm như thế này ạ. Và bây giờ một chút nữa Thuận Yến sẽ quay đi với quý vị. Mời quý vị một tràng vỗ tay để chào đón lại nam ca sĩ Vinh Lê. Minoa speak English. You speak English and Minoa understand.